Dạ vâng, lời nói đầu tiên em xin chúc các cô, các chú, các anh, các chị có mặt trong buổi tối nghe nhạc ngày hôm nay thật là vui vẻ và không quên. Em xin gửi lời đến các anh, các chị nhân dịp ngày lễ 2 tháng 9. Câu lạc bộ của cầu cử xin kính chúc các anh, các chị một ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc và không quên. Em xin gửi đến với anh, với chị câu lạc bộ của Quýt Hồng Chậu. Đây, đây là Quýt Hồng Chậu của anh Lưu Khiêm. Và xin mời các anh, các cô, chú cùng thưởng thức một bài hát được mang tên Dòng Máu Lạc Hồng. Và xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con cháu làm hồng tự hào hai tiếng Việt Nam. Oh, 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 oh. Xin